biến cho em ăn. Nói chung nó là cái thời gian đẹp nhất đối với em, mà em thấy là chồng em tuyệt vời nhất á. Chứ còn hồi mới yêu thì làm cho em khóc nhiều lắm, em không thích tí nào luôn. Tại vì là lúc yêu sóng gió quá, nên lúc mà khi được chiều thì nó lại thì khác. Nó lại khác. Còn đây thường thường các cặp khi yêu nó lãng mạn, sau lúc cưới vào bắt đầu mới xảy ra nhiều vấn đề. Đúng rồi. Em thì bây giờ em vẫn thích cái hiện tại, tại vì cái hiện tại là như chị Hạnh nói là nó đã có những cái gì trải qua cùng với nhau rồi. Nhưng anh thấy ảnh đã thấy được là em thấy anh thấy có sự thay đổi rất là nhiều. Về hồi trước anh thường hay đi chơi khuya nè, trời ơi, tụ tập đấy, bạn bè. Em với ảnh là bây giờ là 9 năm rồi. Bây giờ thì mọi việc nó lại trơn tru rồi. Mỗi lần mình mệt là anh kêu thôi cho Vi, nó mệt nó về, em cũng về luôn với Vi. Thì mọi người ảnh thường hay nể bạn bè lắm, không có về đâu. Mà bây giờ anh biết suy nghĩ là vợ mệt là đi về. Ok. Duyệt, hai bạn kia im re. Con Thánh im re. Phụ nữ trẻ. Từ lúc mà em quen bạn này đến lúc cưới sau này thì lúc nào cũng vui. Nhưng mà tại vì là bạn này bạn làm cho bản thân em thay đổi nhiều. Rồi cái việc là gọi là điển hình nhất là em bớt ham chơi đi. Có một hôm mẹ em nha nói luôn á là bạn này bạn thương vợ hơn thương con. Là ví dụ đi ổng thương con 10 mà ổng thương em tới 11. Có một đợt bạn này bạn nói với em câu gì nè: anh cũng thương con nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó con nó cũng sẽ có gia đình thôi, nó có một cái cuộc sống khác, còn em là cái người sống với anh cả đời. Đúng rồi. Mỗi ngày thì bạn hay nói với em câu là mỗi ngày là anh phải tự làm mới bản thân anh để cho em đừng có chán anh. Thế là phải cực yêu. Xịn kinh khủng khiếp. Vậy hả? Tuy nhiên không cởi luôn. Em thích chồng em sau khi có con hơn. Tại vì trước khi cưới chồng em là một người trẻ trâu đúng nghĩa ra đường á. Ai mà không ưa mắt đồ độc, ai mà hơi gặp tí xíu là biết Khánh cá chép nổi tiếng quận 7 không? Tôi đó. Mà trước khi cưới ở lúc thể hiện tình cảm hơi bị quá. Và lúc mà mới cưới thì em thật sự trong thâm tâm em thì em cảm thấy em không có thương chồng em lắm. Tới khi cưới xong về mới lộ ra những cái tính quá trời. Đúng rồi. Hai đứa bắt đầu trời ơi gây lộn quýnh lộn, ngày nào cũng gây lộn quýnh lộn quýnh lộn quýnh lộn quýnh lộn. Dạ, quýnh lộn xong rồi ra tòa, quýnh lộn ra tòa, quýnh lộn ra tòa. Xong rồi hả mẹ chồng năn nỉ hai đứa con suy nghĩ lại. Đứa con suy nghĩ là đi giống như cái gì vậy không? Trời ơi, xong rồi cái hả tôi có nghĩ cho đứa con của con nữa. Con làm như vậy là rất là tội nghiệp cho con của con. Rồi xong cái bây giờ sau khi đẻ đứa thứ hai rồi thì tụi em mới hòa hợp với nhau. Đây mình thấy có một người rất là một mâm mới, một mâm mới rất đẹp ngồi đây. Xin giới thiệu mâm Thúy Hạnh. Chào cả nhà, Hạnh rất là vui hôm nay ngồi cùng với một hội siêu mâm siêu tám như thế này. Phải đến tận mười mấy hạ năm rồi đó là không có cơ hội mà ngồi tám của các mâm với nhau này nè. Vì mình có gia đình hay là có bạn bè chăng nữa thì cũng không có ngồi đông mâm như thế này. Ngồi lúc nào có ông chồng ngồi cái bên cạnh hoặc là mấy nàng nhỏ ngồi cái bên cạnh. Lấy giờ muốn nói xấu ông cũng không được, muốn nói xấu người khác cũng không xong. Nên hôm nay là có coi như một hội các chị em phụ nữ ở đây tranh thủ có... Bây giờ có tí khúc mắc gì đó thì gần như là mình cùng nhau chia sẻ. Mình hôm nay có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ này, mình nghĩ không biết là các bạn có cùng cảnh ngộ mình không? Phụ nữ ấy mà thì ai cũng sẽ có nhạy cảm nho nhỏ riêng đúng không? Mà đôi khi các ông chồng thì lời nói thì vô ý nhưng mà chẳng may lại gây tổn thương đến mình. Ôi em là vô biên luôn chứ. Chồng em nổi tiếng vô duyên. Bây giờ mình cũng là tuổi trung niên rồi, sinh hai đứa con rồi, lên bàn mổ đến mấy lần rồi thì đương nhiên là trí nhớ mình cũng nó cũng bắt đầu phải có vấn đề, thì phải thông cảm cho vợ cái chuyện là lâu lâu vợ cũng hay quên. Mỗi khi mà vợ quên thì ok thì nhắc nhẹ một câu em lại quên rồi thì nháy cũng là không biết ngay mà lại quên, có thể bỏ qua cho vợ hoặc nói câu nhẹ nhàng đi. Đấy cứ lườm nguyết mình, nhiều khi nói mình tổn thương dễ sợ. Nhưng khi hỏi rõ ràng là anh biết là em quên thì thay vì anh bảo câu biết ngay mà lại quên thì em bảo em ơi lại quên kìa. Các cụ bảo rồi, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì thôi em biết là em lỗi là em quên, thì đúng là em có lỗi rồi, nhưng mà có cần phải nặng lời giống như là em là cái người tội đồ vậy đó. Ức chế dễ sợ mà không phải một lần nhiều lần như thế. Nhiều khi tức có quay sang bảo chồng anh lên bàn đẻ, anh đẻ mấy lần đi thì sẽ anh cũng quên như em không, anh lớn tuổi là anh cũng quên như bộ. Em nghĩ rằng là ai mà sinh con xong mà hay quên á, là sẽ đều có một cái cảm giác chung như thế. Chồng em rất hay thích soi mói vào những cái chuyện mà em quên để mà chọc tức em câu luôn hỏi. Á có cơ hội để mà nói rằng là ai lại quên rồi kia. Không biết là mọi người có bị không chứ em thì em như kiểu một cái trò đùa của ông ý. Bên anh Thái nhà em thì thường hay có cái tính là rất là nóng, ảnh là người rất là chu toàn chỉnh chu, lúc nào anh cũng phải làm cái việc gì anh cũng muốn là vợ mình là phải là người đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Anh nói là ví dụ ngày hôm nay em đi nói về vấn đề gì đó thì em cũng để ý giùm anh nhé.
em cũng đừng có mà nói xấu chồng quá, thì như vậy thì sẽ làm cho anh ra ngoài anh không có gặp được mọi người rồi này nọ. Hai vợ chồng lúc nào cũng tranh cãi về việc con cái hết, lúc nào cũng là em nuôi con sao mà gầy thế, nói nó là tại vì con nó cái sức ăn nó không có vô cái người không nuôi đi đấy, mà lúc nuôi đi cái việc nuôi con thôi, cũng nuôi mà có cái việc nuôi con thôi, hay là có việc mà cho con ăn thôi, mà sao đối với em anh thấy khó quá vậy Vi? Hay là anh ăn cái món gì cũng vậy, anh cũng chỉ có như vậy thôi, em không làm được. Rồi nhiều lúc mình bị hơi buồn tại vì mình đã cố gắng chỉnh chu hết tất cả đồ ăn rồi, con cái mình đã cố gắng, nhiều lúc mình bất lực, mình cứ nói là tại sao anh cứ phải gây lộn với em về vấn đề này, trong khi đó em nghĩ là mình không nên làm như vậy. Anh có biết không, thì em cũng rất là lo cho con, em cũng đã cố gắng làm cho anh đồ ăn để anh thích. Không, thực ra thì nấu nướng là tình yêu của người phụ nữ ở trong gian bếp. Mình nấu ăn ở đây là mình nấu cho chồng nữa con, mình ăn bằng cái tình cảm của mình. Nhưng mà nếu mà anh ăn cảm thấy ngon thì em vui, nhưng mà anh ăn không ngon thì cũng đừng có buông lời mà chê. Anh không có chê đồ ăn của em nấu, nhưng mà anh chỉ nói là ví dụ đồ ăn là phải đầy đủ. Anh nói anh ăn dễ lắm, là cũng phải là có canh, rồi có xào, có đồ. Hôm nào anh nói là em làm đơn giản thôi, thì bây giờ em cho cái luộc với lại một cái mặn đi, thì cứ khô quá không có nước, trời khổ ghê luôn á. Thì em làm vừa nhanh rồi tại vì cho con nữa, vì anh thấy ăn chay nên là em phải làm đồ chay rồi làm đồ mặn rồi tùm lum hết á, nên là mới hiểu đôi khi nhiều, là nhiều hai nhu chồng cầu quá hoài luôn á. Cái việc tổn thương nhất là cái việc về cân nặng của em. Em không có nhớ là thêm có một cái chuyện gì đó nữa, nó ngồi vô thêm cái câu chuyện này. Thì làm đợt đó là em cầm cái giấy kết hôn á, em xé luôn, em không có muốn ở với con người này nữa, đóng kêu em mập như heo. Chỉ là một cái câu nói nhỏ. Ai mà nói động tới cái từ mập hay là cái từ giảm cân thôi, em có thể em bùng nổ với người đó ngay lập tức. Em stress là tại vì cơ địa em á rất là khó xuống cân như bao người. Mà đợt đó là em giấu, em mua thuốc giảm cân em uống này, rồi em nhịn ăn các kiểu luôn. Nhưng mà em không biết tại sao mà càng ngày càng stress á, mà khi mà em lên cân em lại bị tăng ký. Ổng không nghĩ là cái câu giỡn nó vô ý của ổng làm em lại để tâm đến như vậy. Em nói với ổng mà tại sao tự nhiên bây giờ anh lại body shaming em, hồi trước anh không vậy mà bây giờ anh lại giỡn với em vậy. Cái xong mấy ngày sau cái bắt đầu em mới nói, em nói và trong em ức á, em khóc. Và bắt đầu kiểu như là ổng nha, gây lộn là thường á, em là người to tiếng, ổng không bao giờ ổng to tiếng mà ổng chỉ nói thôi. Nhưng mà những cái câu nói của chồng em á là ông cũng tức, thì ông ra ông nói là những cái câu châm ngồi cho câu chuyện đó nữa. Sau em lại tức lên, thì sau đó mẵng đi mấy ngày á, kiểu nào kiểu cũng ngồi nói chuyện với nhau là em mới nói là lúc đó kiểu như em tổn thương kinh khủng luôn á, tại vì em không nghĩ là cái người nói cái câu đó lại là anh. Thực ra là sống với nhau thì đôi khi có những cái mình nhịn được, còn những cái mình tổn thương mà mình nghĩ là nó cứ tích tụ lâu ấy, thì nó lại thành một cái cục tức ấy. Cái cục tức đấy mà nó càng to mà nó vỡ ra ấy, thì đấy giống như là trường hợp của em là nó tràn lên, nó vỡ ra. Thanh ơi, em chỉ thấy em rất là im nữa. Em sẽ mô tả chồng em là một người có lời nói vô tình cộng với hành động vô tâm sẽ tạo ra một con người vô duyên. Đi chơi với bạn ở nhà em canh con rồi, xong lúc về em kêu có gì canh phụ em xíu đi, em mệt quá. Lúc đó ba mẹ đi rồi, xong kêu ủa đứa nào kêu mỗi lần đi vậy, xong cái kêu là hả để một mình tôi nuôi được hai đứa con, ủa nuôi được chăm đi, tụi đẻ tụi nuôi đi. Trời ơi em đi. Cái lúc đó em nói bây giờ anh có canh con không? Em kêu không, tự canh đi, tôi đi tiếp. Em mà tổn thương là em sẽ làm đau thương người khác á. Là đứng ở ngay chỗ cầu thang, em đá một cái rớt cầu thang xuống dưới. Ngồi dưới khóc quá trời, la mẹ ơi Thanh cũng muốn giết con, nó muốn giết con. Hai đứa nít hay nói mấy câu không cần suy nghĩ luôn. Mà kiểu em thấy khánh nhà Thanh đó là vô tư thật. Chồng em thì lại bị một cái là như này này, mọi người cũng biết là chồng em bị bệnh sạch sẽ á chị, thích dọn dẹp. Công việc của em là rất là nhiều đồ, mọi người biết em là stylist á, thì quần áo, giày dép, phụ kiện em để đầy nhà, tức là trong nhà em đã có một cái kho rồi. Thế nhưng mà mỗi lần em đi làm về á, vali rồi túi giấy rồi vân vân đủ thứ, em sẽ bày hết ra phòng khách để em làm việc. Xong rồi ngày hôm sau em đi chụp hình, thì có một lần mà em cảm thấy rất là buồn khi mà cái công việc của mình nó lại trở thành một cái phiền phức với chồng mình đó. Tức là anh ấy nói một cái câu, anh đi từ trong phòng ngủ, anh đi ra phòng khách, xong anh đi toilet, xong anh đi ra bếp, anh bảo tại sao anh thấy nhà mình chỗ nào cũng còn quần áo áo thế hả em. Anh chỉ nói một câu đó thôi, em ngồi em khóc luôn. Em bảo là thế bây giờ anh không muốn quần áo áo thì hay thôi anh lấy một cái cô vợ nào mà không có làm nghề như em ấy. Công việc của mình nó là như thế rồi, mình biết là nó rất bừa bộn, thế nhưng mà bắt buộc nó phải như thế. Mà chồng mình lại không thông cảm. Nói một cái câu đó là tự nhiên mình cảm thấy là mình rất là cố gắng trong công việc của mình, mà về chồng mình không công nhận điều đấy, lại thấy nó là cái sự phiền phức. Em chợt nhớ đến chuyện của em đang live stream bán hàng, tự nhiên có một nick ảo vô chửi em chửi lại, xong nó tạo thêm 3-4 nick ảo nó vô nó chửi em. Xong rồi cái em mới thấy Khánh đang ngồi kế bên, anh vô chửi nó anh. Xong rồi Khánh mới kêu ủa ai biểu giỡn với nó làm chi, nó tưởng mình dễ giỡn, xong nó giỡn lại nó chửi trên đầu cha chửi xuống.
Trời ơi má ơi, em tắt livestream em khóc quá trời luôn. Em cảm giác như chồng em nó về theo phía mình đó. Lúc đó như con điên vậy, em la quá trời. Tại sao tôi phải bán hàng, tại sao phải trụ cột gia đình, em nói chồng tôi con, bây giờ người ta chửi tôi, không ai chửi phụ tôi. Tôi sống cái kiểu đó, tôi sống làm gì nữa. Tôi phải mang bầu, tôi đẻ con, tôi nuôi chồng, nuôi con, tùm lum hết. Không ai phụ tôi. Tôi đơn độc trên con thuyền này, tôi đơn độc trên chiến trường này. Mình cảm thấy mình thật là thua cuộc, em tưởng đâu mà chồng mình sẽ chửi lại. Mày làm gì mà chửi vợ tao ấy, mình trong tưởng tượng ai về nói chửi ngược lại mình muốn xỉu quá rồi. Buồn muốn khóc mà giờ nhắc lại muốn gớm nước mắt luôn vậy đó. Hàng Chi nãy giờ quay qua nó nói, ủa Thanh hình như em sắp khóc phải không Thanh? Là nó đang cảm xúc đến vấn đề cái chuyện đó của nó bị người ta nguyên là nó muốn có người vừa chửi phụ mình chứ. Thực ra chị nghĩ rằng là người đàn ông người ta cũng sẽ không phải chửi phụ đâu, nhưng người ta an ủi. Ta thì chỉ cần an ủi thôi là đã đủ rồi. Mình lúc đấy những cái lúc mà người phụ nữ người ta đang ức chế á, thì chỉ cần an ủi thôi. Lần đầu tiên là thấy mới đây không mọi người. Trời ơi, hôm nay mới thấy bé Thanh khóc đâu cả nhà ơi. Những giọt nước mắt camera quay sát mắt luôn á. Không thiệt chứ bộ. À, phụ nữ nha, chỉ vì một cái câu nói nhỏ xíu của đàn ông thôi nhưng mà sẽ suy ra thành cả một cái cuốn tiểu thuyết được luôn á. Tại vì phụ nữ nhạy cảm, đúng rồi, phụ nữ chúng mình rất là nhạy cảm, nhất là đã qua lửa, đã sinh con cái, đã trải qua nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống thì rất là dễ nhạy cảm. Đây là cần là những người đàn ông bên cạnh mình thông cảm và hiểu mình hơn thì lúc đó thì mình thấy là nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đúng không? Tại vì thực ra em nghĩ rằng là những người đàn ông khi nói ra câu đó họ cũng chẳng nghĩ là mình nghĩ đến cái câu chuyện như thế đâu. Thế cho nên họ mới vô tình họ nói những cái câu như vậy, nhưng mà nó vô tình làm tổn thương mình thậm chí là sâu sắc ấy, chứ không phải là chỉ là tổn thương ngay cái lúc đó, mình nhớ mãi về sau luôn á. Nhưng mà có bao giờ mà em nói cái gì để cho anh xã của mình tổn thương ngược lại đúng không? Nhiều khi các ông nói các ông vô tâm cũng không nghĩ rằng tổn thương mình. Được. Thì đôi khi mình cũng thế thôi. Nhiều khi mình nói những cái câu mà mình cũng không nghĩ là các ông bị tổn thương. Nhưng đàn ông thì lại cái cách xử sự khác mình. Đàn ông nhiều khi mình tổn thương nhưng họ im, họ không nói đâu. Đúng rồi, em có một cái câu chuyện như này. Trong cái khoảng thời gian mà sau khi dịch á, cái khoảng thời gian đấy là bọn em rất là cũng căng thẳng. Thứ nhất là chuyện tiền nong nữa, thứ hai là con cái vì chưa được đi học lại, nên là anh Tùng phải ở nhà để trông con. Thế là nó sinh ra một cái chuyện là em đi làm về, ngày nào em cũng thức từ 4 giờ sáng xong rồi về đến nhà là đã 1 giờ đêm rồi. Ngày nào cũng như thế trong vòng 4-5 ngày liền. Thì em rất là mệt, cái ngày hôm đấy em được về sớm là lúc 6 giờ chiều. Thì anh Tùng mới nói là hôm nay em về sớm mà còn nấu gì cho hai ba con ăn không? Em đang mệt rồi, xong em còn quạo nữa, em cũng hơi vô tâm. Em nói là em đã đi làm về mệt rồi, anh còn bắt em nấu cơm. Tức là cái câu đấy mọi người thấy nó bình thường đúng không? Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại em mới thấy là ở cái vị trí của anh Tùng á, là anh ấy ở nhà và anh ấy trông con, muốn có một bữa cơm và, gia đình. Và chưa kể là trong cái suy nghĩ của anh ấy là anh ấy đang là người không kiếm ra tiền, còn em là người đi làm kiếm tiền đấy. Thế là nó sinh ra cái việc là anh ấy cảm thấy tự ái. Và nguyên cả ngày hôm sau là không nói chuyện với em luôn, không nhắn tin là vừa ăn cơm chưa, em đi làm mà không nhắn tin gì hết luôn. Thì tối hôm đấy em mới về em hỏi là thế sao hôm nay không vợ đi làm không hỏi thăm không hỏi gì à? Về mới dù gì hỏi thì hóa ra là dỗi nguyên một ngày luôn, là tức là không có bùng nổ lên là cãi nhau với em ngay lúc đấy đâu, không nói gì luôn. Nhưng mà đúng là bị tự ái đấy, bị tự ái. Em bây giờ em nghĩ lại em mới thấy rằng là em không nên nói cái câu đấy trong cái thời điểm đấy, bởi vì một cái câu nói của mình nhưng nó ở thời điểm mà nhạy cảm á, là nó sẽ dễ gây cho người khác cái sự tổn thương. Và em thấy rằng là cái lúc đấy mình thì được đi làm, mình được đi ra ngoài, mình gặp người này người kia, nhưng mà cái người ở nhà người ta cũng mệt vất vả lắm, bí bức lắm. Cho nên là đấy, em thấy là em nói câu đấy cũng hơi vô tâm quá. Mà mọi người thì sao mọi người nhìn em trầm lặng thế? Ông xã em cũng cảm đếm những lần em nói chia tay với ổng luôn. Em để sao em không có nhớ gì nữa hết. Thì còn ổng là ổng nói những cái gì nhiều khi em nói hay em làm cái gì anh nhớ hết. Em có nhớ là em bao nhiêu lần em đòi bỏ anh rồi? 8 lần. Rồi đếm luôn. Thì ổng mới nói là có một đợt thì khi mà ổng hỏi em cái câu đó xong á, cái em mới khựng lại em suy nghĩ. Ổng nói có bao giờ em nghĩ là em nói cái câu đó và anh sẽ say yes với em không? Tại hồi xưa mỗi lần mà gây lộn lên hay là cái gì em cảm thấy tổn thương, giống như em nghĩ là thôi mệt quá không ở nhau nữa. Thì ổng đếm tổng cộng là 8 lần rồi. Em mới nghĩ là có nghĩa là mình tổn thương thì mình cũng làm người khác tổn thương. Nhưng mà ổng nói là mỗi lần em như vậy, lý do vì sao anh im lặng là tại vì anh không muốn tụi mình gây nhau. Anh có kêu em là dừng lại đi đừng nói nữa, tại vì anh không muốn là em làm tổn thương anh và anh cũng làm tổn thương em. Cho nên là anh phải im lặng. Ông nói là một người nóng tính đủ rồi.
Cho nên có gì là mấy ngày sau khi mà anh cảm thấy ok thì mình mới ngồi xuống mình nói chuyện với nhau. Ừ. Đúng là khác cái gia đình em. Xin lỗi, lần đang cầm lắm. Qua tới Thanh tự nhiên nó sôi động lên. Em lên tòa hát nhiều đến nỗi mà cái chị cho nó quen mặt hai đứa em. Em lên mà hả, tới nỗi chị kêu ủa người quen lên nữa hả, ly dị nữa. Xong rồi lúc đó thấy em quyết liệt quá, xong chị mới kêu bây giờ em thiếu một cái hồ sơ là em thiếu đăng ký tạm trú tạm vắng. Tự nhiên ly dị chứ tạm trú tạm vắng làm gì. Em về bổ sung thì bữa sau qua nha chị. Về bổ sung thêm cho chị nha. Xong đi ra phường nó nói dạ em làm đăng ký tạm trú tạm vắng để chi em. Dạ để ly dị. Ủa chi vậy? Xong rồi ở ngoài nó kêu là ủa chắc không cần đâu em, thật sự là chắc là chị đó đang muốn cứu vãn mối quan hệ của hai vợ chồng em lắm á. Vậy là kiểu như hai chồng em có cái chuyện chọn chia tay ly dị giống như hai đứa nít giống cái gì hết trơn á. Đi ra ngoài tòa mà quay clip lại. Chào mọi người, hôm nay là ngày mình được khánh sẻ ly dị với nhau. Trời đất ơi, ly dị trời. Không mà khánh cũng đâu có vừa đâu. Cơ chào mọi người, mình sắp độc thân này, có bạn nào gái nó muốn liên hệ mình. Liên hệ mình. Không em ơi, mà mỗi lần như thế có khi quay lại với nhau chị biết tại sao không? Tại không đứa nào mà dám nói rằng là thích một trong hai đứa này luôn. Tại vì đây là đành quay lại với nhau thôi. Khánh là một người mà kiểu rất là vô tư như thế, mọi người đều biết. Nhưng mà đấy, có tổn thương ở trên một chương trình gần đây nhất thì có một câu hỏi dành cho Khánh, đó là vợ em có nói câu nào khiến em tổn thương không. Thì Khánh nói vợ em chửi em cũng khá là nhiều để em chọn lọc. Vấn đề là làm tổn thương anh Thái hay là gì thì là chưa bao giờ luôn hả? Anh là một người lớn hơn em rất là nhiều và là một người rất là chững chạc. Những cái lời nói mà em nói ra là em phải đều phải suy nghĩ rất là nhiều. Và em muốn nói gì em nói, vì em nói ra là em sợ là anh sẽ suy nghĩ. Vì từ cái tính của anh đã nói rồi là anh rất là suy nghĩ, nên mà nếu mà em mà nói vô nữa thì anh suy nghĩ nữa thì làm cho căng thẳng lắm. Cứ nói cái gì cho nó nhẹ nhàng thôi, còn anh làm tổn thương mình thì nói chung là nhiều lắm. Gia đình này là ngay bản thân là đã áp vào gia đình là một cái vai vế là người chồng là người lớn trong gia đình, là vợ là một giống như một đứa trẻ. Cảm giác giống như là Vi luôn luôn là ở cái vế sau, là vế sai. Có làm cái gì thì Vi cũng sẽ là người làm sai, tại vì giống như anh là có kinh nghiệm sống hơn anh nhiều đấy, hơn anh sẽ dạy bảo Vi. Vậy là hồi trước em ở chung với gia đình chồng em mấy năm, em rất là kỹ. Anh làm cho mình tức lắm mà mình cũng ráng nhịn nha Vi. Tại vì có ba má đó, nhìn lên phòng. Lên phòng thì ngồi nói chuyện với nhau. Thế thì lại nói luôn vào cái vấn đề là nếu như mà mình đã biết là lời nói á, nó dễ làm tổn thương người khác như thế, thì trong cái lúc cãi vã này, làm thế nào để mình có thể kìm chế được cái cảm xúc lúc đó và không nói ra những cái lời tổn thương nhau? Bản thân khi em nói cái từ kìm chế, nó đã là một cái chìa khóa để cho mình có thể giảm bớt lời tổn thương rồi. Cơn giận nó nhanh lắm. Mình chỉ cần nín cơn giận lại 3 giây thôi, nó đã thay đổi cục diện rồi. Tức là mỗi một lần mà mình muốn giận cái gì, mình nín thở lại, mình đếm 1, 2, 3. Rồi lúc đấy mình hãy nói. Cái bốc hỏa trên đầu mình nó đã giảm xuống bớt được một ít rồi. Lời nói mình bật ra mình sẽ lựa chọn hơn. Chị nói trong 3 giây là mình sẽ ngồi xuống không? Em là trong 3 giây em chửi 100 câu luôn rồi đó. Thì bởi vậy em nói là chắc là giờ em sẽ cố gắng là em cố gắng mỗi lần hả? Mấy bốc là em hít thở xong em đi luôn, đừng có nói gì hết. Có cụm nói một cụm rất hay là mình nhường chứ không nhịn. Khi mình nhường ấy thì là nhường nhịn, còn nếu mình đã nhịn thì là nhịn nhục. Mà khi nhịn nhục thì mình sẽ dễ gây ức chế, mà cái ức chế sẽ cực kỳ tổn thương. Nên làm cái gì thì làm, đôi khi cũng phải nói thẳng với chồng như thế. Em nhường anh, nhưng em không muốn nhịn anh. Thực ra thì cuộc sống vợ chồng mà mình không thẳng thắn với nhau ấy, mà mình cứ giữ riêng ấy, thì đôi khi nó thành một cái mâu thuẫn rất là lớn. Thế nói chung là mình chốt cái chủ đề này. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chủ đề nó vui hơn một chút. Đó là cái điểm gì, cái hành động gì của người đàn ông mà mình cảm thấy là mình chọn cái người đó là cái người đúng rồi đó. Ôi, sốc tâm lý. Không khí có vẻ căng thẳng quá nên mình nói câu chuyện đơn giản đây này. Bây giờ hành động nào của ông xã em, của Khánh mà làm cho em cảm thấy thì ít nhất là mình cũng lấy đúng người rồi. Cái chuyện mà khiến em suy nghĩ ấn tượng sâu sắc nhất thì cũng là chuyện chồng em nhìn như một người nghèo khổ, nghèo đói. Không, trong miệng em hay chửi là ăn bám rồi đó. Thì trong đầu em luôn nghĩ chồng không làm được cái gì, không làm tích sự gì hết trơn. Xong tự nhiên tới khi em có bầu đứa thứ hai, em đi đẻ thì em cũng định đẻ đâu ở bệnh viện cũ. Thì tự nhiên chồng em nói là thôi anh có món quà để cho em. Xong khiêng là một con heo đó, một heo súp bự. Xong đập bể trước mặt em rồi đếm tiền, nó gần 200 triệu. Xong đó chồng em nói
anh đã đăng ký cho em đi xin ở bệnh viện mắc nhất rồi, lấy hết số tiền đó cho em đi đẻ luôn. Rồi xong vô gặp y tá, chỉ cho em phòng nào ok nhất nghe chị, mình phòng nào ok đẹp nhất ở gói đâu này nọ là ok hết cho em luôn. Em vô canh chung vợ em luôn, em vô như vậy em luôn. Trời ơi, mà cảm thấy chung vậy thôi trời ơi, trong mình quen một sự kẻ trâu mà sao mình nó yêu mình dữ vậy trời. Xong cơ anh đã suy nghĩ kỹ chưa, 200 triệu nhiều lắm á nha, anh suy nghĩ kỹ là cái gì ok nhất sẽ dành cho em hết. Rồi xong thêm một lần thứ hai là hồi xưa chồng em có bán hàng, có bán hàng xong để dành được một số tiền là đâu đó khoảng 250 triệu, thì chồng em mới mua mô tô. Thì chạy một thời gian sau chồng em bán mô tô mua cho em cái nhẫn hộp xoài, cái gì cũng dành cho em hết trơn. Xong em nói trời, tính ra mình cũng cưới được đúng người, mặc dù cũng khá là nhưng mà như bà biết suy nghĩ cho mình, biết thương mình, thương vợ là đấy. Có 10 đồng cho mưa em 10 đồng hết á, đi vay thêm 1 đồng nữa cho thêm 11 đồng. Bạn này là vừa là chồng vừa là một người bạn thân của em, giống như là trong hết tất cả những là em chỉ có bạn này thôi. Mình có những cái gì mình thật nhất là mình không ngại với bạn này cái gì hết. Ví dụ làm được 10 là không có nghĩ cho mình mà nghĩ chỉ cho em, cho con thôi. Tại vì chồng em như là nhỏ tuổi hơn em, thì đâm ra lúc đầu em cũng bất ngờ, em không nghĩ là sao mà cái bạn này bạn có thể bạn dành cả cái thanh xuân, bạn dành hết cho mình mà bạn không có một cái nhu cầu gì hết. Có một cái đợt là em thiếu tiền, xong lúc đó là bạn vừa mượn mẹ để mà bỏ thêm vốn vô là làm quán nước. Xong cái thôi em lo việc em trước đi, anh từ từ xong mà anh lo anh cũng được. Có nghĩa là bạn có thể có ngay lúc đó cùng song song hai đứa công việc, nhưng bạn ngừng lại công việc của bạn luôn để nhường bạn chứ, nhường hết nhường cho em để làm cái đó. Nhiều khi đi ra đường em bảo là đi ra đường có 100 ngàn trong túi rồi, lỡ dù phải đổ xăng mới xanh không, anh chỉ ra anh ngồi uống cà phê, ly cà phê đó dù họ rồi mua cái thuốc có 50 ngàn thôi, rồi 50 ngàn anh dành túi anh đi về, anh không có anh cứ giữ tiền. Chồng có bao nhiêu về cho vợ chứ giữ chị hết. Cũng vậy thôi. Chị cũng thế. Ôi mà anh Khang anh thấy anh hiền như ông địa. Chị rất là may mắn khi lấy được anh Khang, thì anh Khang đúng là người đàn ông của gia đình. Cũng có thể là do bản thân hoàn cảnh của anh ấy là anh ấy mất cả cha lẫn mẹ, nên khi anh ấy có gia đình riêng của mình là anh ấy dành hết mọi tình thương cho gia đình của mình. Chị nghĩ nhớ nhất là cái lần mà lần đầu tiên chị sinh bé đầu tiên á, hồi đó là chị cũng xảy ra một chút vấn đề là hơi bị động thai, cũng bị nằm ở trên giường mất 2 tháng trời, cho chân không đi đâu được, đúng phải gọi là để chồng phục vụ hết. Mẹ chị phải bay từ Hà Nội vào để hỗ trợ, thì thời gian đấy mình mới cảm nhận được là đấy, đúng đấy là người đàn ông của gia đình. Nếu như phải những người đàn ông khác chắc gì người ta đã dành thời gian chăm sóc mình đến đúng như rồi. Thế thật mà thời gian đó chị stress nặng luôn á. Mình khủng hoảng luôn, vừa mang bầu không làm gì được, nằm ở chỗ mình giống như mình cảm thấy mình là người vô dụng. Thì lúc đấy chồng mình là người bên cạnh vừa an ủi vừa chăm sóc và vừa coi như chăm vợ để cho vợ không có cảm thấy là bị tủ thân cô đơn trong cái thời gian đó. Thế nên là em thấy rằng là cái lúc mà mình đau ốm bệnh tật thì mình mới thấy người đàn ông bên đúng cạnh rồi. Của mình đối xử với mình như thế nào á. Anh Tùng á, anh Tùng thì có một cái mà em cảm thấy rất tự hào về anh Tùng, mà em thấy nó cũng là chuyện nhỏ đối với người khác nhưng mà nó lại là chuyện lớn với em. Từ xưa đến giờ lúc mà tỏ tình các thứ này nọ thì nói là anh yêu em các thứ này nọ đúng không? Thế nhưng mà có một hôm mà sau khi mà bọn em cãi vã rất là to á, chỉ trong vòng 15 phút thôi, anh vào phòng anh vỗ vai em, anh biết là em mệt, anh thương em lắm. Trời ơi, nói thế thôi là mình đã kiểu tan chảy luôn. Cãi nhau với mình to đến mức nào đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần nói một cái câu như thế thôi là tự nhiên em cảm thấy như là thôi được rồi. Em vừa mới nói là chả hiểu sao tôi lại phải lấy một cái người chồng như anh, xong bây giờ em thấy là thôi hết rồi. Em lấy anh là đúng rồi. Là lật mặt luôn. Thế bây giờ mình qua chủ đề khác đi được không mọi người? Có một cái chủ đề này cũng hay lắm nè, đó là cái sự khác nhau giữa đàn ông mà trước khi cưới vợ, sau khi cưới vợ và sau khi sinh con. Đó là ba cái giai đoạn mà sau khi sinh con chia ra rất rõ ràng luôn. Lúc mà yêu á thì nó thi vị lắm, đúng không? Nó vô tình lắm, nó lãng mạn lắm. Lúc mới cưới cũng vậy, cũng lãng mạn lắm. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu có con bắt đầu là có chuyện nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà chỉ có cái rằng là vậy thì em thích người đàn ông của em ở thời điểm nào? Thời điểm trước khi cưới, vừa cưới xong hay thời điểm có con? Chị lại thích cái người đàn ông của chị ở thời điểm hiện tại và thời điểm khi mà cả vợ chồng đã quá hiểu nhau rồi. Thì khi mà cuộc sống quá hiểu nhau và cuộc sống nó êm đềm thì mình cùng tiến lên nó rất là dễ. Và sau mọi thứ trải qua mọi cái sóng gió đấy rồi, khi bắt đầu êm ấm gia đình thì lúc đấy mình sẽ cảm nhận người đàn ông mình rõ nhất. Vì lúc đấy người đàn ông người ta cũng trưởng thành nhất, người ta hiểu cuộc sống nhất, người ta hiểu mình, người ta hiểu cuộc sống và người ta dành những cái tình cảm cho mình một cách rõ rệt nhất.
Còn lúc mới yêu chính thì ai cũng như ai thôi. Trời lắm. Bị ngược lại đây này. Em thích nhất khoảng thời gian mà lúc mới cưới. Tức là cái lúc chồng son. Đúng rồi, vợ chồng son. Tự nhiên lúc mà cưới về xong em có em bé, xong em cảm thấy ôi cái người đàn ông này năng như năng trứng, hứng như hứng hoa. Từ vừa mới cưới xong đang vợ chồng son mà lại còn có em bé nữa. Thế thành ra là kiểu cái sự chăm sóc ấy, nó double lên luôn. Nên là cái thời điểm đấy á, mà 2-3 giờ sáng thức dậy đến xuống bếp nấu miến cho em ăn. Nói chung nó là cái thời gian đẹp nhất đối với em. Mà em thấy là chồng em tuyệt vời nhất á. Chứ còn hồi mới yêu thì làm cho em khóc nhiều lắm, em không thích tí nào luôn. Tại vì là lúc yêu sóng gió quá sống nên lúc mà khi được chiều thì nó lại, thì nó lại khác. Còn đây thường thường các cặp khi yêu nó lãng mạn, sau lúc cưới và bắt đầu mới xảy ra nhiều vấn đề. Đúng rồi. Em thì bây giờ em vẫn thích cái hiện tại. Tại vì cái hiện tại là như chị Hạnh nói là nó đã có những cái gì trải qua cùng với nhau rồi. Nhưng em thấy ảnh đã thấy được là em thấy có sự thay đổi rất là nhiều. Về hồi trước ảnh thường hay đi chơi khuya nè, trời ơi, tụ tập đấy, bạn bè. Em với ảnh là bây giờ là 9 năm rồi. Bây giờ thì mọi việc nó lại trơn tru rồi. Mỗi lần mình mệt là anh kêu thôi cho Vi nó mệt nó về, em cũng về luôn với Vi. Thì mọi người ảnh thường hay nể bạn bè lắm, không có về đâu. Mà bây giờ anh biết suy nghĩ là vợ mệt là đi về. Ok. Duyệt, hai bạn kia im re. Con Thánh im re. Phụ nữ trẻ. Từ lúc mà em quen bạn này đến lúc cưới sau này thì lúc nào cũng vui. Nhưng mà tại vì là bạn này bạn làm cho bản thân em thay đổi nhiều. Rồi cái việc là gọi là điển hình nhất là em bớt ham chơi đi. Có một hôm mẹ em nha nói luôn á là bạn này bạn thương vợ hơn thương con. Là ví dụ đi ổng thương con 10 mà ổng thương em tới 11. Có một đợt bạn này bạn nói với em câu gì nè: anh cũng thương con nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó con nó cũng sẽ có gia đình thôi. Nó có một cái cuộc sống khác, còn em là cái người sống với anh cả đời. Đúng rồi. Mỗi ngày thì bạn hay nói với em câu là mỗi ngày là anh phải tự làm mới bản thân anh để cho em đừng có chán anh. Thế là phải cực yêu. Xịn kinh khủng khiếp vậy hả? Vì không cỡ luôn. Em thích chồng em sau khi có con hơn. Tại vì trước khi cưới chồng em là một người trẻ trâu đúng nghĩa ra đường. Ai mà không ưa mắt và đòi đọc. Ai mà hơi gặp tí xíu là biết Khánh cá chép nổi tiếng quận 7 không? Tôi đó. Mà trước khi cưới ở lúc thể hiện tình cảm hơi bị quá. Và lúc mà mới cưới thì em thật sự trong thâm tâm em thì em cảm thấy em không có thương chồng em lắm. Tới khi cưới xong về mới lộ ra những cái tính quá trời. Đúng rồi. Hai đứa bắt đầu trời ơi gây lộn quýnh lộn gì nào, gây lộn quýnh lộn quýnh lộn quýnh lộn quýnh lộn. Dạ dạ quýnh lộn. Quýnh lộn xong rồi ra tòa, quýnh lộn ra tòa, quýnh lộn ra tòa. Xong rồi hả mẹ chồng năn nỉ hai đứa con suy nghĩ lại. Đứa con suy nghĩ là đi giống như cái gì vậy không? Trời ơi xong rồi cái hả tôi không nghĩ cho đứa con của con nữa. Con làm như vậy là rất là tội nghiệp cho con của con. Rồi xong cái bây giờ sau khi đẻ đứa thứ hai rồi thì tụi em mới hòa hợp với nhau. Và chồng em chịu trưởng thành hơn, ví dụ ra đường có ai mà quẹt xe xong thôi tội nghiệp chú, chắc tại chú đi đường chú mệt nên chú quẹt chúng mình. Xong em nói trời ơi má ơi yên tâm dễ sợ giờ mà hả chồng mình nó như vậy là quá yên tâm rồi, cảm thấy như là mình không có chọn đúng mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc luôn mà. Dạ nghĩ là cuộc sống mà các em sẽ còn phải trải qua rất là nhiều. Ở đây mình chia sẻ vui cho cái câu chuyện của mình thôi, nhưng mỗi gia đình ở dưới kia các mâm khác ngồi xem họ cũng sẽ cảm nhận được là à họ cũng sẽ có những cái điều này người kia trong cuộc sống. Nhưng quan trọng nhất là mỗi một người vợ, mỗi một người chồng sẽ tìm cách để hòa hợp với nhau. Đấy là lý do vì sao mình mới có cái vấn đề lúc cuối là mình đang thích chồng mình ở cái thời điểm nào. Thế thực ra cái thời điểm hiện tại là thời điểm bao giờ cũng là trưởng thành nhất rồi, từ sau cái thời gian mà mình quen biết ông chồng của quãng đường. Nhưng không có nghĩa rằng dừng lại ở đó, mình còn thời gian rất là dài sau nữa, mình sẽ còn thay đổi, chồng mình thay đổi. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái tip gì đấy để chia sẻ với nhau không nhỉ? Ai sẽ là người chia sẻ tip đây? À, ai ta? Hôm nay bình thường là mọi người tip là những cái làm đẹp đúng không? Hôm nay là em sẽ share cái gì? Đồ ăn. Trong cái mùa dịch vừa rồi á, là giống như một phần đó là nhờ cái mùa dịch vừa rồi ông xã em mới phát hiện là em nấu ăn được. Thì đâu ra là mỗi một ngày là em cứ hay tò mò em làm này làm kia. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người cách làm kem để cho mấy đứa nhỏ nhà nó ăn. Làm kem tại nhà. Kem. Tự làm kem tại nhà. Kem. Rồi. Ok, thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người xem làm được cái món kem xoài. Đáng lẽ là kem bơ trước nhưng mà tại vì hôm nay không có bơ cho nên em làm kem xoài. Thì xoài là đây là xoài chín là mình xay ra rồi, thì mình xay cho nó nhuyễn ra xong. Thì ở đây là sữa tươi, thì tùy vào cái độ ngọt mà mọi người có thích ăn ngọt nhiều hay không á. Thì là sữa tươi có đường với lại sữa đặc. Thì bây giờ em cho em trộn hết lên rồi. Nếu mà mọi người không thích ăn ngọt á, mọi người mua sữa tươi không đường á.
Bởi vì như là trong xoài nó cũng có nó đã ngọt rồi. Độ ngọt rồi. Nhưng mà kem phải sữa đặc cũng đã ngọt rồi. Tùy yeah. có người thích ăn kem nhạt, có người thích ăn kem ngọt. Nhiều khi kem mà ngọt quá ăn cũng không hơi. Đấy. Yeah. Là cho hết chung vào xong rồi quấy đều với nhau. Tại vì cái xoài này xay ra nó đã mịn rồi cho nên là mình không có cần mình phải rây lại lần nữa. Mình này chuẩn bị có món kem xoài cho đứa nhỏ ơi, xịn sò. Thì mình thích ăn kem loại gì thì mình làm dạ, trái cây loại đấy. Nó là kem trái cây mà đúng không? Ừ. Thì mình chỉ việc quấy đều lên xong dạ, quấy đều thì mình cứ đánh cho nó tan, tại vì ở đây không có cái tô lớn á. Ấy lại nếu mà có cái máy đánh trứng thì nó sẽ đều bông. Mình đánh lên á thì khi đó cái kem của mình nó sẽ bông lên. Còn ở đợt thì ở nhà thì em bỏ cái này vô một cái nồi á, thì khi mà em lấy một cái mâm canh á thì mình cứ đánh nhẹ ừ, thì dần nó tan ra nó đều hơn. Cái này đỡ một cái là trẻ con, những nhiều đứa trẻ con nó không thích ăn trái cây ấy, dạ. nhưng mà thích ăn kem. À, đúng rồi. Thường trẻ con rất không thích ăn trái cây. Môi giờ lười ăn trái cây lắm. Lười. Nên là dụ mình làm trái cây kiểu này thì con lại vừa ăn được trái cây mà vừa uống được cả sữa. Mà thành một món kem. Mà thằng con em là đặt tiêu một cái đó là kem vậy đúng không? Nhưng mà em hay mua mấy cái bịch nhỏ như mình làm dâu á, bỏ vô cái bịch đó xong rồi nó múc, nó lại thích hơn là múc trong cái này nó ăn. Nó rất là ghiền cái như vậy. Đã ơi, mà ra màu đẹp chứ mà. Được cả. Mình cứ đánh đó. Thì cái này thì mình sẽ đánh khi nào mà cho nó ra nó nhuyễn hết, nó thành một cái hỗn hợp rất là sánh. Xong rồi là cho vào trong ngăn đá. Dạ đúng rồi. Thì mình để trong bao lâu là ăn được nhỉ? Em nghĩ là nên để qua đêm, qua hôm sau là giống như là để nó thành đá rồi. Nhưng mà cái này nó xốp lên đúng không? Dạ. Thì khi mình lấy ra kem nó rất là dẻo. Còn nếu mà thích mà ăn xốp xốp một tí thì chỉ nghĩ cho cái máy đánh trứng ấy nhỉ? Dạ đúng rồi, ăn là sẽ ăn nó xốp xốp cái kem hơn. Có tủ lạnh để thôi, rồi tủ lạnh. Em nghĩ là để qua một đêm là nó sẽ mọi thứ nó sẽ ngon. Một cách rất nhanh và hiệu quả. Nhanh gọn lẹ lắm. Nó không có phải như là mọi người sẽ nghĩ là làm kem rất là phức tạp, có máy thế này thế kia. Rồi đây là cái thành phẩm em mang lên khi mà nó đã đông rồi. Tức là là mẫu cho mọi người, còn đây là thành phẩm làm ở nhà rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Đã vậy. Nhìn thơm lắm. Thơm mùi sữa, mùi xoài. Thơm mùi xoài ha. Được đấy. Mình ngoái bằng tay mà nó cũng xốp nè. Xốp. Xốp. Xíu. Đó. Rồi. Bán. Kệ, ngon là được. Mình cái gì mình trang trí thêm, mọi người muốn trang trí cái gì thì mọi người trang trí thôi. Rồi, đem trái cây. Okay. Quá dễ. Cắt thêm vài miếng xoài bỏ lên đây. Đúng rồi, xoài tươi. Rồi, ít sữa dừa, kem siro, dừa. Syrup. Trong mùa kia nắng là nóng này. Nhìn là thấy đẹp rồi, phải không? Người chị đại diện nào. Dạ, nào, okay. Đại diện. Nào, để ăn thử món kem này nhá. Thấy nhìn thì có vẻ mùi rất là thơm. Ngon không chị? Ngon lắm, vì vấn đề là nó thơm của cái vị xoài với sữa. Chị nghĩ là trẻ con rất là thích ăn món này. Chị ăn thì chị thấy nó hơi ngọt một chút xíu. Nhưng mà nếu mà nhà nào mà không thích ăn ngọt đấy thì có thể bớt cái lượng sữa đặc lại. Hoặc là dùng đường, là dùng sữa tươi không đường đúng rồi. Thì là sẽ ngon hơn, nhưng mà rất là thơm, ngậy ngậy béo béo. Mình khỏi cần đi đâu xa phải mua kem ở ngoài. Tự làm ở nhà tươi sạch đúng không? Vừa sạch này, mình nhất là khi mà mình chọn được cái quả xoài ngon nữa thì ăn chắc chắn là rất là tuyệt vời nhá. Ok, cảm ơn em. Hôm nay chị cũng học thêm được một món làm kem cho Sunny Suki ở nhà. Dạ, chương trình Siêu Mom Siêu Tám của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.